Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.19. Và hôm qua thì mình có lạc mất một nhóc ngựa tên là bé Nâu. Và cuối cùng thì mình cũng tìm ra được vị trí của bé Nâu đi lạc rồi. Không thể tin được luôn á, đi đúng xa. Ở đây nè, nó có cái chỗ khá là cao nè, nên là ngựa không thể đi qua được đâu. Chắc là ngựa sẽ đi một cái đường vòng như vậy, bơi qua cái hồ này, lội qua đây. Rồi, ủa đâu mất tiêu rồi? Ủa? Oh what? Ủa mới thấy đây mà. Bé Nâu đâu rồi? À đây 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 đây. Thắng thần ô. Đó. Các bạn thấy đủ cái độ tinh nghịch của bé Nâu chưa? Không hiểu luôn. Hư lắm nha, bé Nâu về chắc mình nha. Quánh đòn mới được. Gì đâu mà đi lạc quá trời xa rồi. Hư quá trời hư rồi. Hình như mình chiều Nâu quá, cái là Nâu hư đúng không? Buộc ngay đây. Lấy cái trứng chọi vô đít cái. Này thì bé Nâu nè, hư hư. Rồi. Vậy là mình không cần phải mất công đi tìm bé Nâu nữa. Và công việc trong ngày hôm nay của mình thì không có liên quan tới ngựa đâu, mà sẽ có một chút liên quan tới những cái thanh niên cướp dân làng nữa. Lúc trước thì bọn cướp dân làng rất là thường xuyên ghé qua nhà mình cướp bóc rồi ăn hiếp dân làng. Mình cũng thấy ghét quá. Thế nên là hôm nay mình đang dự định là sẽ xây một cái nhà tù để nhốt những cái tên cướp dân làng mà dám lén phén lại cái khu vực mình. Và địa điểm xây cái nhà tù thì mình sẽ làm cạnh ngôi làng luôn. Đây, mình dự định là sẽ xây ngay cái khu vực này nè. Cách đây vài ngày thì cái khu vực này là một cái hồ, nguyên một cái hồ nước to chà bá lửa luôn. Nhưng mà mình thấy nó khá là rộng á, nên là mình quyết định ốp đất lại để biến nó thành một cái mặt phẳng và mình có thể xây dựng nhà tù thôi. Cũng rất là hợp lý. Bây giờ thì chắc mình sẽ đi chuẩn bị nguyên vật liệu và tiến hành xây dựng cái nhà tù trong ngày hôm nay thôi nào. Và nguyên vật liệu đầu tiên mà mình cần tìm đó chính là những cái đá bản sâu này. Rất 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 là nhiều những cái đá bản sâu này luôn nha. Ê, ê. Mình thấy đằng kia nó có cái hang pha lê nữa. Hang thạch anh tím kìa. À, được quá ta. Hôm qua thì mình đào không có được nhiều thạch anh tím cho lắm nên là... Ok, bữa nay gặp thì chắc mình sẽ lấy thêm cái chỗ thạch anh tím này về nữa. Rồi mình sẽ thử so sánh coi bây giờ mình dùng cái cúp gia tài mình đập cái này thì... Có vẻ là nó ra nhiều hơn hay sao nữa. Ô. Oh. Đủ quá ta. Thu hoạch mấy cái mà nó bự bự như vậy nè, quá trời thạch anh tím luôn. Gì, một xíu về mình sẽ cho Alay tiếp tục nhân bản ra nữa. Nhiều như vậy mà không nhân bản lên thì ổn á. Dạ. Cái chỗ thạch anh tím lần này có vẻ nhiều hơn hôm qua hay sao á. Ừ, chính xác rồi. Lần này mình được tới tận là... nhiều lắm. 10, 11 stack mấy, gần 12 stack luôn. Giàu to, nhiều khi một tí mình dùng cái thạch anh tím này mình làm cái nhà tù cũng ok ấy. Tại vì cái màu nó khá là nổi bật này. Thôi, lấy như đây đủ rồi. Bây giờ mình sẽ trở lại với công việc chuẩn bị thêm mấy cái đá cuội bản sâu tiếp thôi. Nãy giờ hơi mất tập trung đó nha. Ê, dám cản trở. Dám cản trở người thi hành công vụ hả? Thì ra các này, các người chọn cái chết. Dám cản trở người thi hành công vụ. Phóng đinh ba nó. Giỡn mặt hả? Sau khi đã chuẩn bị xong nguyên vật liệu thì bây giờ mình sẽ tiến hành kiểu như là đi xây phần khung cho cái nhà tù của mình thôi. Vật liệu bằng đá cuội thì nhìn nó cũng chưa có đẹp mắt cho lắm. Thế nên là mình sẽ chỉnh sửa một xíu. Mình sẽ dùng đá cuội này cho vô cái máy cắt đá để biến nó thành gạch đá bản sâu. Cái loại gạch này xây thì nó rất 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 là giống cái tường của nhà tù luôn. Mình chỉ cần thêm những cái song sắt vào nữa là xác định mấy cái thanh niên cướp dân làng liền. Rồi, giờ thì mình sẽ ướm trước cái phần khung trước đi. Mình sẽ xây cho nó cũng tương đối là rộng rãi để có thể nhốt được nhiều cướp dân làng nhất có thể. Và như vậy thì cái phần khung của cái chỗ nhà tù này nó sẽ có hình giống như vậy. Cũng ok. Lúc đầu á là mình định xây cho nó dài tít qua bên kia cơ. Nhưng mà hướng bên đó thì sắp tới mình sẽ còn xây thêm một thứ nữa. Thế nên là mình phải chừa khoảng trống ra mới được. Rồi tạm thời thì mình đã xong cái phần khung rồi. Bây giờ thì mình sẽ kéo dài mấy cái trụ này nè. Tại vì bốn góc là mình sẽ làm bốn cái trụ giống như là kiểu cái tháp canh của những cái nhà tù vậy á. Mình sẽ kéo nó lên khá là cao đấy. Ôi mà hết đá rồi, để làm thêm đá mới được. Cái phần trụ như vậy thì có bị thấp quá không ta? Mình nên xem xét lại nha. Nhỡ mà nó thấp quá thì cũng không ổn ấy. Tại một xíu mình sẽ
xoay ngang như vậy. Vậy thì không quá thấp đâu. Được được được. Nhưng mà về cái phần viền của cái trụ thì mình thấy chưa ưng lắm. Kiểu bây giờ cái trụ nó nhìn nó một màu quá. Thế nên là chắc mình sẽ chỉnh lại một số chi tiết rồi. Ở bốn cái góc thì mình sẽ thêm vào những cái block đá bản sâu, nhưng mà được cắt theo cái họa tiết khác thôi để làm nổi bật lên. Chẳng hạn như là cục này, cục đá bản sâu được đánh bóng này. Mình sẽ test thử liền để coi coi nó có đẹp hay không. Đẹp thì là dùng luôn, còn không đẹp thì chắc cũng dùng luôn á. Tại vì lỡ làm mất rồi. Đâu thử nào, gắn vô. Đẹp 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 đẹp. Gắn vô cái là nhìn cái phần trụ của mình nó nổi lên liền. Đấy, phải như vậy, phải như vậy. Rồi, áp dụng cách này thì mình sẽ làm ở bốn cái trụ còn lại luôn. Bước tiếp theo sau khi mà mình xong cái công đoạn ốp trụ này, chắc là mình sẽ kéo cái bức tường này lên á. Tại vì hiện tại trụ đã xong rồi nè, giờ thì thiếu cái phần tường nữa thôi. Phần tường thì dự kiến là mình sẽ xây ở tầm giữa, đoạn giữa hoặc là đoạn 2 phần 3 của cái trụ tháp canh ấy. Thì nhìn cái nhà tù của mình nó mới kiên cố được. Chứ mà mình xây nó thấp thấp, cái nó thành cái tường thành thì nó lại không đúng như ý của mình. Ok, chắc mình sẽ xây tới tầm đoạn này hoặc là đoạn này. Ok. Cái tường thành sau khi mà xây xong thì nó sẽ như vậy. Nhầm. Cái tường nhà tù nó sẽ như vậy. Ok, đúng ý mình rồi đó. Khá là kiên cố nha. Và bên trong này thì mình có thể thỏa sức mà xây ra những cái phòng để chứa những cái tù nhân cướp dân làng. Nhưng mà hiện tại thì số đá bản sâu của mình nó đã không đủ để mình xây tiếp rồi, nên chắc mình phải đi thêm một chuyến nữa để mình cày thêm đá bản sâu mới được. Vẫn là cái hang này thôi. Nhưng mà cái hang này hình như mình chưa khám phá ta. Nhờ khi nãy giờ mình bỏ lỡ vài quặng kim cương mà mình không để ý đấy. Để mình nghĩ nghĩ một xíu rồi chúng ta hãy lấy đá tiếp cũng không có muộn. Đấy, biết ngay mà, kiểu gì cũng bổ số kim cương. Rồi mình sẽ dùng cái cúp gia tài mình đào luôn cũng được. Mấy quặng? Wow, nhiều vậy ta. Cái cúp gia tài mình đào không ra thêm bất kỳ một viên nào luôn. 1, 2, 3, 4 5 quặng mà cho có 6 viên à, trong khi mình là cúp gia tài 3. Trời ơi, xui dữ vậy. Ây da, không hiểu luôn á, lấy đá mà cũng bị cà khịa nữa. Bữa nay không được may mắn cho lắm rồi. Nữa nè. Ui, tưởng đâu mất cái rương này là chắc buồn luôn á. Công sức đào nãy giờ mà mất hết là giỏi đấy. Rồi thôi, đi về thôi. Mình nghĩ ở đây, mình mà ở đây thêm một lúc nữa chắc là mình sẽ không toàn mạng với mấy cái con quái ở đây đâu. Sau khi xây tường rồi các thứ á, mình nhìn tổng quát lại cái phần trụ thì mình thấy nó kiểu không được cân đối. Thế nên là mình đã chỉnh một cái chi tiết nhỏ, đó chính là thêm ở góc, mỗi góc á, là một ô. Và cái ô đó mình sẽ dùng cái vật liệu, đó chính là những cái đá đen để đánh bóng và được đục luôn nè. Mình thấy trong cái rương dưới nether của mình nó dư mấy cái đá này, nên mình tận dụng mình làm thử. Và kết quả là mình thấy nó khá là đẹp luôn. Giúp cho nhà tù nhìn nổi bật hơn luôn. Rồi, chốt cái kiểu như cách xây này đi. Bây giờ thì mình đang xây cao lên một tí nữa để mình làm tiếp cái phần gọi là tháp canh này. Cái tháp canh này mình sẽ làm cái phần mái. Mình sẽ tận dụng luôn mấy cái phần slab hôm qua mình xây còn thừa nè. Mình làm cái phần mái cho cái tháp canh này. Khó nha. Phần mái này thấy gì chứ hơi bị khó làm á. Kiểu làm sao cho nó cân đối nhất có thể ấy. Trước mắt là sẽ như vậy. Không biết có ổn hay không đây. Nhìn từ xa đi. Nhìn gần thì nó bị ố về quá. Từ xa thì nó cũng khá là ok này. Hợp lý nha. Áp dụng cách này thì mình sẽ làm luôn cái phần tháp canh, phần máy tháp canh cho bốn cái trụ còn lại luôn á. Trên này phải cắm thêm đuốc rồi. Hình như trời đang mưa giông và xuất hiện một con ngựa xương ở dưới kìa. Không phải một đâu. Thường thì sẽ là một đàn đấy. Mình có nên xuống dưới để tiếp chiêu không ta? Ok, mình nghĩ là nên đó.
Chuẩn bị tinh thần chiến đấu nào. Lâu lắm mà mình mới xách khiên ra đó. Để xem. Đó, biết ngay mà. Trời đất ơi. Công việc của mình bây giờ là mình phải thủ tiêu những con xương thôi nha. Mình sẽ chừa ngựa xương lại. Ây. Cái gì còn bị mấy con zombie cà khịa nữa. Hơi nguy hiểm đấy. Thật là cẩn thận, thật là cẩn thận. Ây. Dám bắn ngựa xương. Dám bắn ngựa xương hả? Cẩn thận nha, cẩn thận. Ouch. Cái này bắn ngựa xương. Rồi còn một tên nữa thôi. Cố lên. Yes. Mình đã thành công. Tiêu diệt hết mấy con xương cưỡi ngựa xương rồi. Ê. Vô tình cái mình sẽ hữu nguyên một đàn ngựa xương luôn. Hên vậy. Phải buộc tất cả các ngựa xương lại liền mới được. Hàng hiếm là phải giấu liền. Rồi, đi đi đi, theo đi theo anh. Đây là ngựa xương thứ hai nè. Ngựa xương thứ ba và thứ tư. Quá đã luôn. Như vậy là kế hoạch sở hữu ngựa xương của mình đã thành công luôn rồi. À, mình sẽ tạm thời buộc ngựa xương ở trong cây cột của cái ngôi làng đi. Tại vì mình đang bận xây dựng cái nhà ngục ấy, nên không thể dẫn ngựa xương về liền được rồi. Ê. Ủa. Oh no. Mình quên cái đinh ba mình có dòng chớp điện. Ice. Mình lỡ tạo ra con Reaper điện rồi. Oh no 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 no. Con đó là con quái vật thật sự đấy. Nó nổ một cái là chỉ có nước xác định thôi. Thôi, mình sẽ tiêu diệt nó liền luôn. Nguy hiểm quá. Sau khi hoàn thành xong cái công đoạn xây tường và làm cái phần tháp canh, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành ốp cái phần sàn ở dưới thôi. Hiện tại thì cái phần sàn nó đang là bằng đất nè. Nhìn nó khá là hiền luôn. Nhưng mà nhà ngục là phải nhìn dữ dằn hơn. Thế nên là mình sẽ lấy đá cuội bản sâu tiếp. Mình sẽ cắt thành một cái loại đá có hoa văn giống cái phần lót sàn. Để coi coi đá nào đẹp nhất để lót sàn ta. Đá lát. Đá lát này nhìn cũng đẹp quá nè. Uầy. Chắc mình sẽ dùng cái đá lát này. Hay là dùng loại vật liệu khác ta. No. Mình sẽ không dùng dùng đá đâu, mà mình dùng cát đi. Bây giờ mình sẽ thử lấy cát mình ốp vào một phần xem coi có ổn hay không. Mà không được. Bây giờ mình mà ốp cát thì nó lại bị chìm xuống dưới nước. Quên ta. Ôi khó vậy. Á. À, vậy thì mình dùng cát kết. Ý kiến hay. Bây giờ thì phải lấy thêm thật là nhiều cát để phục vụ vào công việc ốp sàn rồi. Ui, cát nó còn rớt xuống dưới nữa chứ. Chắc mình sẽ lấy tầm 2 cái rương á thì mới đủ để ốp hết cái phần sàn của cái nhà tù mình được. Tính ra tốn rất là nhiều cát đó chứ. Mình quên tính cái chuyện này trước, nếu không thôi là mình sẽ xây kiểu như lúc đầu á, là mình sẽ xây thêm một bờ lóc ở phía dưới cái sàn luôn. Thì mình đã có thể dùng loại cát là đẹp luôn rồi. Khi mà mình dùng cát thì mình có thể trang trí bằng những cái cây khô héo này nè, rồi cây xương rồng các thứ, nhìn cũng khá là đẹp. Nhưng mà thôi lỡ rồi. Một xíu thì mình sẽ tìm biện pháp để mình thay thế sao cũng được. Sau khi đã làm xong cái phần sàn thì bây giờ mình sẽ bắt đầu kiểu như là trang trí cũng như là set up cái chỗ mà nhà ngục mới được. Mình dự định á là sẽ có 2 tầng nha. Một cái tầng ở dưới là sẽ là cái dãy ngục của những cái tên cướp dân làng bị bắt nè, bị bỏ tù. Còn ở trên là sẽ là một cái dãy hành lang nữa, nhưng mà là những cái căn phòng trống thôi. Mình có thể nhốt thêm cả zombie, creeper, xương nè. Nói chung là con nào mà lén phén mà kiểu cà khịa mình là mình bắt nhốt, bỏ tù hết. Còn ở phía trên này thì mình sẽ xây thêm một cái hàng tường nữa để cho nó giống cái chỗ đi canh gác hơn. A few moments later. Hình như cái bác thương nhân này hết muốn đi bán rồi. Chán nản gì đi bán hay sao á, tính lũi vô trong đó ở cái gì. Thì bác muốn không? Bác muốn là tôi đưa bác vô trong đó liền. Ồ, cho nghỉ mẹ một đi. À, không muốn à, ok, không muốn thì thôi. Đi chỗ khác nha. Lén phén ở đây là mình bỏ vô nhà ngục thiệt á. Và sau khi hoàn thành thì cái nhà ngục của mình ở bên ngoài nó sẽ có cái diện mạo giống như vậy. À, mình sẽ thêm những cái trụ và những cái đèn lồng linh hồn. Ở phía dưới thì mình sẽ gắn cái cờ hiệu từ cái chỗ farm Ngọc Lục Bảo của mình. Mình thấy gắn vào thì nhìn nó khá là đẹp này. Còn về bên trong ấy thì mình đang set up một cái chỗ để một xíu mình bắt đầu dẫn tù nhân vô đây.
Nhưng mà mình đang lo là mình không có thẻ tên á thì tù nhân sẽ biến mất. Cũng khá là căng. Mà thôi, để cho chắc cú thì chắc mình phải tìm thẻ tên thôi chứ biết sao giờ. Để coi mình tìm mấy cái đây. 1, 2, 3, cỡ 12 cái thẻ tên. Ồ, cũng là một số lượng thẻ tên khá là lớn ấy chứ. Nhưng mà thôi, phải đầu tư thôi chứ biết sao giờ. Ồ, rương đầu tiên đã cho mình 2 thẻ tên rồi. Được quá ta. Khởi đầu suôn sẻ này. Ấy, đã vậy còn gặp được kim cương nữa. Ồ, khởi đầu quá thuận lợi luôn. Tiếp tục là kim cương. Ok, hình như có gì đó sai sai rồi. Mình đang đi tìm. Ý, ẩu 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 ẩu. Mình đang đi tìm thẻ tên mà. Oh man. Mà kể có kim cương thì cũng lụm nha. Không có che đâu. Có là lụm á, không có che. Lại có thêm thẻ tên. Vẫn là 2 cái. Uầy, tính ra mình vô khu mỏ mà mình toàn gặp mấy cái ngục tối không ấy. Được thật sự. Còn có đĩa nhạc con mèo rồi nữa nè. Đĩa nhạc 13 thì mình không lụm đâu. Vậy là mình đã có được 1/3 số lượng thẻ tên cần tìm rồi. Cố lên. Cần tìm thêm 8 cái nữa thôi là đủ chi tiêu đấy. Ây da, ây da, ây da, ây da, chúng độc. Ouch. Ui sao nó tự lăn đùng ra chết rồi. Hình như nó cắn đồng đội nó xong rồi. Ui ghê vậy. Mấy con nhện độc hung hăng thiệt chứ. Lại thêm một cái ngục tối nữa nè. Lần này mà có thẻ tên nữa thì chịu luôn á. Đủ hiểu cái nhân phẩm của mình lút trong mấy cái ngục tối là như thế nào luôn. Chưa, để đập làm spawn cái. À không có rồi. Tưởng đó. Có thiệt. Hồi nãy giờ á, mình gặp được 3 cái ngục tối mà cho mình tới tận 5 cái thẻ tên rồi. Mà 3 cái ngục tối này là toàn xuất hiện trong khu mỏ nha. Đó là một sự trùng hợp không hề nhẹ luôn. Liệu rằng có thẻ tên thứ 8 chăng? À không có rồi. Tưởng đầu lần này có thẻ tên thứ 8 trong ngục tối nữa thì quá là may mắn luôn. Ồ, có xe mỏ. Ồ, thẻ tên thứ 8 đây rồi. Lại một cái ngục tối nữa. Và thẻ tên thứ 9 luôn. Yes. Còn 3 thẻ tên nữa thôi. Ồ, mà ở đây nó có cái hệ thống hang thạch nhũ nè. Cũng như là có quặng kim cương luôn ấy chứ. Quá là hấp dẫn. Ờ, 2 quặng. Ok. 3 quặng luôn. Rồi, 40 viên rồi. Ngoài chuyến này đi cũng kiếm được bộn kim cương đó nha. Được đấy, được đấy. Sau cái chuyến đi tìm thẻ tên thì mình chỉ tìm được duy nhất là 9 cái thôi. Nhưng mà với số lượng này thì chắc cũng đủ để mình thực hiện cái công việc đó chính là đặt tên cho những cái tù nhân của mình. Bây giờ trước mắt là mình sẽ qua đây để mình farm cái hiệu ứng điểm xấu trước cái đó. Ở chính giữa mình có để một cái bác dân làng ở trong đấy rồi, nên là giờ chỉ cần về và kích hoạt hiệu ứng lên thôi. Xem nào. Đó, kích hoạt rồi. tới công chuyện thôi. Giờ chuẩn bị thẻ tên đầy đủ nha. Đánh dấu đàng hoàng rồi, 1 rồi nè. Mình đánh dấu theo số thôi. Nhân số 1 rồi tới số 2. Số 2 đâu? Đây, số 2. Số 3. Số 4. Đó. Lần đầu chắc sẽ được cỡ 4 tù nhân ấy. Đâu ta? Giờ phải đi tìm tù nhân để dắt vô trong nhà ngục nữa nè. Kìa. Đông dữ ta. Úi giời ơi. Tên này có lá cờ luôn nè. Được. Tên này tiềm năng nè. Nhưng mà mấy tên này ngốc nghếch quá à. Không biết đường vô rồi. Ồ, tên này thông minh nè. À không thông minh lắm đâu. Mình đánh hắn đi. Trời ơi, mình đánh mà hắn không đếm xỉa gì luôn nè. Trời, mấy tù nhân này quá là ngu ngốc rồi. Ôi. Ôi da, ai da, ai. Trời ơi, giật hết cho mình. U là trời. Hú hồn fan. Ouch. Rồi, tù nhân này chắc mình sẽ cho làm tù nhân đầu tiên nè. Đặt cái tên trước rồi đã. Ai da, ai da, ai da. Đánh quản ngục luôn hả. Ê, không lọt xuống. Ôi. Ủa sao không lọt vậy. Ê, có gì đó sai rồi. Ủa sao không lọt xuống ta. Kỳ vậy. Ui, hắn thông minh vậy.
Nè hắn không chịu xuống dưới kìa. Cái tù nhân khốn kiếp này. Ây da. Ây. Dí quen ngục chạy vòng vòng luôn á. Trời đất ơi. Cứu. Ây ui 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 ui. Gì vậy hả? Rồi xong fan. He he he. Xác định ngươi rồi, tù nhân số 1 à. Mơ đi cưng, ta sẽ không... Ôi trời 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 ơi, tí nữa là nó quýnh mình nha. Ngẫm củ tỏi luôn rồi. Tù nhân này láo thiệt chứ. Bị nhốt là phải nè. Ồ, còn mấy tù nhân khác thì bây giờ mình phải dẫn... Ôi, lộn đường. Bên đây mới đúng. Rồi, đánh dấu thứ tự luôn. Đây tù nhân... Ôi da, da, đừng có bắn không. Bắn một hồi là ngẫm củ tỏi bây giờ. Rồi đi vô đi. Vô trong. Rồi. Nhắn mã số tù nhân vô. Vậy là được hai tù nhân rồi. Đây tù nhân thứ ba nè. Qua đây. Ôi cái gì? What the heck? Đâu ra cái dân làng thương nhân trong đây vậy? Tù nhân thứ tư luôn. Rồi vô đây giùm cái. Vô trong. Dạ. Thôi kệ. Chia nhốt chia ra. Rồi mình sẽ ăn một miếng cái đó. Rồi tù nhân thứ tư chắc qua đây đi. Kế bên tù nhân thứ ba. Rồi ok thành công rồi. Vậy là mình đã nhốt được 4 tù nhân rồi đó. Ây ẩu rồi đó. Ẩu rồi đó fan. Rồi vậy là tù nhân thứ năm ở đó đúng không. Nốt tù nhân thứ sáu nữa thì mình sẽ kiểu như làm thất bại cuộc xâm lược này liền mới được. À thôi, mình xử tên này luôn cũng được. Tên này hết rồi. Mình đủ số lượng tù nhân cầm cung rồi. Ủa cầm nỏ rồi. Giờ thì mình sẽ dời cái bé dân làng này đi thiệt là xa để cho kiểu như mất tiêu cuộc xâm lược này luôn cái đó. Hết cách rồi, bây giờ mình sẽ cho dân làng bị để zombie ăn thịt cái đó. Rồi sau đó mình sẽ chữa bệnh lại. Yên tâm mình tay nghề mình cao lắm, mình chữa được hết à. Nên là dân làng chịu cực một xíu nha. Rồi thành công rồi. Giờ thì... Đó. Sau khi dân làng bị zombie ăn thịt thì cuộc xâm lược đã thất bại. Bây giờ thì mình chỉ cần... đợi cho qua cuộc xâm lược này. Rồi sau đó mình sẽ cứu cái bác dân làng này lại thôi. Là chúng ta có thể tái tạo lại cuộc xâm lược rồi. Trong lúc này thì mình sẽ lấy đồ nghề của mình ra. Để mình có thể chữa bệnh cho dân làng cái đó. Rồi an phận ở đây dưỡng bệnh giùm cái. À, sau khi dân làng khỏi bệnh thì mình sẽ đưa dân làng lại cái vị trí ban nãy. Ok. Giờ thì... tiếp tục kiếm thêm một cái hiệu ứng điểm xấu nữa để lần này mình sẽ bắt tù nhân hạng nặng hơn. Đó chính là mấy cái con quái thú. À, nói chung là con quái thú. Đây rồi. Xuất hiện rồi. Quá là dữ luôn. Công việc còn lại của mình là đặt một cái thuyền để bắt cái tên pháp sư đó lại. Tại vì tên đó chạy nhanh lắm. Mình không bắt lại là một hồi mình không có giết kịp á. Đầu tiên là tên pháp sư nè. Dạ. Khá khó nha. À, rồi. Tên pháp sư ngồi chung với tên cầm rìu rồi. Giờ thì tới cái con quái thú. Không biết con quái thú có ngồi lên cái thuyền được hay không nữa nè. Mình chưa có thử. Oh gosh. Như vậy thì con quái thú không ngồi lên cái thuyền được rồi. Chắc mình sẽ dẫn thủ công con quái thú này qua nhà tù của mình trước cái đó. Mấy con kia thì mình có thể chở bằng thuyền sao cũng được. Mình đặt cho nó cái tên cái đó. Rồi. Giờ thì dẫn nó vô khu vực mà mình set up sẵn thôi. Ui, nó bên kia lận. Ouch. Thôi thì bên đây cũng được. Bên đây có tù nhân chưa? Ok, bên đây chưa có tù nhân nè. Ê, có rồi. Oh, no, không được. Vậy bên kia đi. Bên đây chắc là ok nè. Ê, lọt xuống đi. Ui, nó không lọt. Ouch. Lần này nó còn nhảy lên nữa. Cay thiệt. Ừ. Thành công rồi. Vậy là mình đã bắt bỏ tù được cái con quái thú rồi. Giờ thì tới lượt phù thủy và pháp sư nào. Thích nha. Được đích thân mình chở đi luôn. Quá là thích rồi còn gì nữa. Đó. Vừa đi mà vừa chọi thuốc mình nữa. Thấy ghét chưa. Nhưng mà thôi kệ. Mình né được không sao hết. Giờ thì mình sẽ chở tận nơi luôn. Đây phù thủy mình sẽ cho ở cạnh cái thanh niên cầm rìu đi. Dạ. Cẩn thận, kẻo phù thủy chở thuốc cho mình á.
Ui ui đó đó. Ui bên đây có tù nhân rồi. Oh no no no. Lộn 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 lộn. Trời luôn, tù nhân bị trúng độc rồi. Rồi. Giờ vô là hết sảy luôn. Chưa chưa chưa. Chặn lại cái đã. Ây da, chọi thuốc. Đó đó đó, tự chọi chi rồi tự dính độc luôn. Bỏ tay chấm cơm thiệt chứ. Đây mã số 7. Tù nhân phù thủy là mã số 7 nha. Cái chị này à, hay chơi đồ lắm nè. Bây giờ thì tới cái thanh niên pháp sư thì hơi khó nè. Mình phải xử lý cái tên ngọn sao trước rồi đó. Ouch. Ai, mình phóng. Chết tiệt. Mình phóng lên ba nhầm rồi. Không sao hết, không sao hết. Cái tên này rất là khó nhằn á nha. Tại vì hắn có khả năng triệu hồi đệ. Rồi ok. Để mình giết đệ của hắn trước rồi đó. Không thôi là không có dẫn về được đâu. Cướp chỗ của ta hả? Đi chỗ khác. Rồi ok. Let's go. Dạ, đâu 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 đâu. Lâu lâu phải dừng lại ghé ăn cái. Dẫn hơi lâu nhưng mà chắc từ từ cũng sẽ tới thôi. 2000 years later. Gắn vô một cái. Ui da, mấy con vét này nó cứ đánh mình hoài. Ok. Xong phim rồi đó. Thành công rồi. Hầu như là mình đã nhốt hết tất cả các thành viên trong cái băng cướp dân làng rồi. Từ pháp sư nè. Rồi phù thủy. Rồi phù thủy. Phù thủy nè. Rồi tên cầm cung nè. Tên cầm rìu nè. Con quái thú. Con này là hơi khó chịu luôn nè. Hết rồi. À, nói chung là đủ bộ hết rồi đó. Tên nào mình cũng đã bắt hết rồi. Bây giờ thì dọn dẹp khu vực này để chuẩn bị trang trí một lần nữa. Để chính thức đưa cái nhà tù này vào hoạt động thôi. Giờ là lâu lâu chúng ta sẽ có thể vào đây và nghi nghĩa cà khịa mấy cái tù nhân mà mình bắt giam ha. Mới bước vào thì mình sẽ gặp ngay cái khu vực gọi là khu vực hành hình. Ở đây phải chi mà mình có cách nào mà làm một cái hình nộm á. Rồi mình sẽ cho hình nộm cầm cây rìu thì nó sẽ chân thật hơn. Nhưng mà hiện tại thì mình chỉ làm được tới như vậy thôi. Nhưng mà nhìn cũng khá là ok rồi. À, phía sau cái chỗ hành hình là một cái chỗ hành hình khác. Nhưng mà phương thức này thì nhìn nó có vẻ kinh dị hơn nè. Là mình sẽ dùng cái máy chém. Mình làm cái banner hình cái lưỡi dao nè. Cho nó rơi xuống đây. Và tù nhân sẽ đứng ngay vị trí này. Và đón nhận cái hình phạt đó. Cũng rất là ghê đó nha. Còn bên này nó còn ghê hơn nữa nè. Đó chính là cái máy cưa. Kiểu như tù nhân sẽ được đứng trên đây nè. Và máy cưa sẽ cưa ngay cái mông của tù nhân. Đó, đó là một cách tra tấn rất là ghê gợn luôn á. Và cuối cùng là hình thức tra tấn tắm nhung nham. Cái này thì mình chưa biết trang trí sao nên tạm thời mình chỉ làm như vậy trước đi. Rồi, còn bây giờ thì ngựa xương thì mình sẽ thả rong. Ngựa muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà cửa là phải đóng ra nha, không thôi là ngựa đi mất hết luôn á. Ok, mọi thứ đều đã vô form hết rồi đó. Hay là bây giờ mình đưa thêm dân làng vô đây luôn ta. Mình cũng tính đưa dân làng vô đây ở nhưng mà... chắc một dịp đặc biệt hơn thì mình sẽ đưa dân làng vô sau quá. Bữa nay thì mình chỉ trước mắt là đưa ngựa xương với lại tù nhân vô mấy cái phòng giam thôi. Để mình điểm lại quân số coi. Tù nhân số 6 nè. Ok, vẫn còn rất là hung hăng nha. Này tù nhân số mấy đây? Số 1, ok, số 1. Biết vậy nãy mình nhốt theo thứ tự được rồi, mình nhốt không có theo thứ tự cho lắm. Thế nên là nó hơi lộn xộn nè. Này là tù nhân số 4 rồi. Bên đây là có vẻ số 3, chính xác. Bên đây là chị phù thủy số 7. Ui tôi xong rồi, nó chịu hồi rồi. Trời ơi tù nhân pháp sư vẫn còn rất là nguy hiểm. Ai chết tiệt. Bên đây là hình như tù nhân số 2 hay sao nè. Ồ số 5 hả, vậy là bên đây mới số 2 hay sao á. Ok đúng rồi đúng rồi. Ok vậy là đủ quân số rồi đó. Mình còn dư một cái thẻ tên cho tù nhân số 9. Thế nhưng mà hiện tại thì mình chưa biết là sẽ nhốt tù nhân nào cho hợp lý này. Nên là sắp tới đợi thôi. Tên nào mà lén phén kiểu chống cự với mình là mình cho hắn bụng bự luôn. Nhét vô nhà ngục luôn. Rồi công việc xây dựng một cái nhà tù dành riêng cho mấy tên cướp dân làng của mình đã xong. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đồ đạc và chuẩn bị cho công việc tiếp theo trong ngày hôm nay thôi nào. Công việc tiếp theo của mình thì cần khá là nhiều xô nước đó nha. Nên là bây giờ mình sẽ chế tạo thêm vài chục cái xô mới được. Vài chục có nhiều quá không ta? À không, vài cái thôi. Vài chục thì bị nhiều quá. Đây, mình sẽ làm được 9 cái. Thôi làm thêm lần nữa đi. 12 cái. Rồi, múc 12 xô nước thôi. Sau khi đã có xô nước thì mình sẽ quay về cái nơi ở của mình. Cái ngôi nhà đầu tiên ấy. Để mình lội vòng vòng khúc đó. Tại vì khúc đấy sẽ có rất là nhiều cá nhiệt đới luôn.
một cái lợi thế khi mà mình sống ở cái vùng đầm lầy nước này là cá nhiệt đới là không bao giờ thiếu nha. Nè nè nè, chưa về tới nhà nữa, mới đi dọc đường thôi mà mình đã gặp được ba cá nhiệt đới rồi nè. Hai, ây da, khó bắt người ta. Rồi, ba. U, đây nữa nè, nguyên một đàn cá luôn. Vào to, vào to. Bắt tiếp, bắt hết nguyên đàn luôn. Rồi, mình đã bắt được cũng được mớ rồi đó. Chủ yếu lần này mình bắt nhiều cá nhiệt đới như vậy là mình muốn đi nhân giống Axolotl thêm một lần nữa. Thử vận may thôi, công việc cuối ngày là mình thử vận may là chính. Hôm qua là mình cứ ngỡ là mình có thể tìm được Axolotl ngoài tự nhiên, nhưng không. Các bạn có chỉ mình là phải nhân giống thì hên xui mới có được. Nên là bữa nay mình sẽ tiếp tục nhân giống. Để coi coi, mình sẽ lôi lên bờ đi. Mình sẽ cho màu vàng với cả là màu hồng. Thử hai màu này coi, để xem coi có ra màu màu mới không. Biết đâu bất ngờ. Xong chưa? Ủa, ra màu gì vậy? Màu vàng với màu hồng sẽ ra màu... Ủa, sao mình không thấy nhân giống ra ta? Ủa, kỳ vậy? Cái hồ này bé quá, chắc sắp tới mình phải làm một khu vực riêng để mình nuôi Axolotl rồi. Chứ ở trong cái hồ này là thấy không ổn rồi đó. Rồi, mình sẽ cho ăn lại nè. Thằng này là màu hồng với màu trắng đi. Rồi, xem màu hồng với màu trắng sẽ sinh ra màu gì. Màu trắng tiếp. Ok, cũng được đi, cũng được đi. Giờ màu nâu với màu... Màu nâu với màu trắng. Rồi, màu nâu với màu trắng sẽ ra màu... Màu hiếm trắng. Ôi, vẫn là màu trắng, mình khá là nhỏ rồi. Mình vẫn còn một cơ hội để thử nữa. Lần cuối thì chắc mình sẽ cho màu... Màu vàng đi. Mình sẽ dụ màu vàng lên trên, coi màu vàng có chịu không. Màu vàng không chịu lên trên. Màu vàng chắc có vẻ là no rồi. Lúc cho ăn mình nghiếu ở đây mình thấy có nhóc mèo ở đây ngồi một mình khá là cô đơn luôn á. Mình định dẫn mèo qua nhà của mấy nhóc sói ở chung, chứ bên đó một mình buồn. Đây mình có dây luôn, mình dẫn mèo qua bên nhà của sói ở tạm đi. Chưa có nhà riêng ấy nên là mèo toàn ở ngoài không à. Đây vô đây. Chắc mình phải để cá vô đây. Thay cái khúc xương này bằng một con cá đi. Mình sẽ đặt con cá này vô trong cái chỗ treo vật phẩm giống như là phần ăn cho mèo vậy. Rồi luôn, thích luôn, nguyên con cá chà bá lửa luôn nhá. Cũng khá là xứng đôi vừa lứa ấy chứ. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới mình sẽ sớm kiểu như là nhân giống thành công ra cái Axolotl màu hiếm nhất á. Mình nghĩ là cũng khá là căng ấy nha, tại vì mình thấy xác suất cũng không có được cao cho lắm ấy. Và đặc biệt hơn thì trong ngày hôm nay mình đã chính thức hoàn thành được một cái nhà ngục chuyên để nhốt những tên cướp dân làng đáng ghét. Giờ thì mình sẽ đóng vai trò giống như là quản ngục vậy. Uầy, nghe quách thiệt chứ. Ý tưởng ban đầu là mình còn định nhốt cả Qua Đành cơ, nhưng mà như vậy thì cũng không ổn, tại vì Qua Đành có thể nghe được âm thanh từ những tù nhân khác ở trong nhà ngục này và tung trưởng hạ ngục hết, sẽ rất là nguy hiểm đấy. Tạm thời thì mình cứ nhốt những tên cướp dân làng đi. Sắp tới thì có tên nào láo nháo thì mình sẽ tiếp tục nhốt vào cái nhà ngục này sau. Còn rất là nhiều phòng trống đó nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong ngày sinh tồn ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong cái hành trình 1.19 của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.